Và hôm nay tiếp tục video Trang sẽ hướng dẫn cũng như là đến cho các bạn chủ đề những nguyên tắc mình cần ghi nhớ để mà mình thực hiện bước skincare cho da dầu mụn như thế nào. Thì trong video ngày hôm nay Trang sẽ hướng dẫn những nguyên tắc đó cho các bạn để mình nắm được cũng như là hiểu rõ hơn những nguyên tắc đó để giúp da các bạn được cải thiện hơn cũng như hoàn hảo cho làn da của mình hơn nha. Thứ nhất đó là về chọn sản phẩm phù hợp. Thì ở đây Trang khuyên các bạn nên chọn những sản phẩm nào, đối với những bạn nào mà đang tình trạng da dầu mụn thì mình chọn những sản phẩm hạn chế dầu như là oil free nè, mình giảm bớt những cái thành phần như vậy nè, hoặc là những thành phần mà gây bứt tắc lỗ chân lông nè, còn những thành phần giống như giúp cho kiểm soát dầu cũng như là ngăn ngừa mụn cho các bạn thì các bạn nên chọn những thành phần như là salicylic acid nè, hoặc là niacinamide nè, đó là những cái thành phần giúp cho da các bạn cũng như là kiểm soát lượng dầu. Thì mình chọn những cái sản phẩm cũng như là chứa những thành phần như vậy nó sẽ tốt cho làn da của mình. Thứ hai nữa thì các bạn nên rửa mặt đúng cách. Ở đây Trang cũng có chia sẻ trong những cái bước skin care cho da dầu mụn ngày và đêm, Trang cũng có hướng dẫn rồi, và những bạn nào chưa xem thì chịu khó quay lại xem giùm Trang nha. Sự rửa mặt ở đây thì các bạn nên chọn những cái sản phẩm nào dịu nhẹ, vì lúc này da các bạn đang gặp vấn đề rất là nhạy cảm cũng như là yếu ớt, cho nên mình chọn những cái sản phẩm dịu nhẹ nhất thì nó sẽ phù hợp cho làn da của mình hơn và nó giúp cải thiện được làn da mình được tốt hơn cũng như là được an toàn cho làn da mình trong vấn đề về da mụn. Thứ ba nữa thì các bạn nên tránh chạm tay lên mặt. Ở đây Trang có chia sẻ trong video lần trước là cái việc mà các bạn hay có thói quen là mình hay cứ chạm tay lên trên mặt của mình á, đừng lúc đó da các bạn tiếp xúc nào là bụi bẩn hay là máy tính này, hoặc là cầm nắm thì kia nọ rất là vi khuẩn nhiều, khi mình nhìn không thấy được đâu nhưng mà các bạn cứ sờ tay lên mặt thì vô tình sẽ gây những cái vi khuẩn này, hoặc là bụi bẩn này trên bàn tay của mình, nó sẽ dính lên trên làn da. Mà lúc da các bạn đang bị mụn nữa mà đang dầu nữa, lúc này nó sẽ dễ xâm nhập vào làn da các bạn hơn, nó làm cho da các bạn nó bị dị ứng nhiều hơn cũng như là dễ mụn nhiều hơn nữa. Cho nên đây là cái việc rất cần thiết, tránh chạm tay lên mặt cũng như là hạn chế không nặng sờ mó gì trên mặt của mình hết nha. Trong đó là cũng là những cái nguyên tắc để giờ các bạn cần lưu ý trong cái việc mà skincare cho da dầu mụn nữa, vì đó là những cái nguyên nhân cũng gây hình thành lên mụn trên làn da của mình đó. Và thứ tư nữa thì sản phẩm đặc trị, trở đây Trang cũng có chia sẻ rất là nhiều về video lần trước, những cái bước skincare da dầu mụn ngày và đêm đó. Đối với những bạn nào da đang gặp trong tình trạng mà nặng nè, cũng như là viêm da của mình á, thì các bạn cần phải hỗ trợ về sản phẩm đặc trị của bác sĩ. Thì lúc đó các bạn phải đến những bác sĩ da liễu về chăm sóc da, bác sĩ xem da rồi hỗ trợ cho những cái dạng thuốc để mà bôi hoặc là thoa lên trên làn da của mình, để mà những cái mụn đó nó nhanh chóng bay mất khỏi làn da của mình hơn. Và tiếp tục nữa thì đó là về cân bằng độ ẩm. Thì đối với trong nguyên tắc thì cái việc cân bằng độ ẩm đối với cho da dầu mụn thì cũng rất cần thiết, vì có nhiều bạn cũng hay mụn dầu mình không cần ẩm đâu, thật chất mình phải cần đó. Vì sao? Nó sẽ cân bằng lại cái độ dầu mình đã thoát ra mất đi, thì mình còn phải cung cấp lại, giống như mình uống nước vậy đó. Mình tập thể dục thì nước mà nó phải ra mồ hôi thì mình phải cần cung cấp uống nước vào nữa, thì nó mới cân bằng lại cơ thể của mình hơn, cũng như là tránh tình trạng bị mất nước, thì làn da mình cũng y chang như vậy. Cho nên lúc mà da các bạn bị đổ dầu nhiều thì mình còn phải cấp ẩm vào bằng gì, bằng kem hoặc là bằng serum mà có chứa những cái dạng thành phần dưỡng ẩm. Những cái video trước Trang có hướng dẫn về cách mà chăm sóc da dầu mụn á, Trang cũng có nêu những cái thành phần cho các bạn đó, các bạn cần lưu ý và nắm vững về những cái thành phần đó sẽ giúp cho làn da các bạn trong cái quá trình mà chăm sóc dưỡng da hàng ngày nó được tốt hơn. Và thứ sáu nữa thì các bạn dùng đó là kem chống nắng. Vì sao? Vì kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ da các bạn trong lúc da các bạn đang bị yếu ớt, đang bị mẫn cảm như thế này, thì mình cần phải dùng kem chống nắng để bảo vệ cũng như là ngăn chặn những khối tia UV, vì tia UV rất là nguy hiểm hại đến làn da của mình. Vì trong da của mình đang gặp vấn đề mà, nếu mà các bạn không dùng kem chống nắng che chắn bảo vệ làn da thì nó lại xâm hại vào da mình, nó làm cho da các bạn giống như là sắc tố melanin nè, hoặc là những cái vấn đề khác nó sẽ càng dậy lên nhiều hơn nữa. Nếu mà như vậy thì lúc này da các bạn cực kỳ là khó để mà điều trị được nữa. Cho nên cái việc mà chăm sóc da các bạn để tránh đi những cái dầu cũng như là mụn hạn chế cho làn da của mình, thì mình phải dùng kem chống nắng để mà bảo vệ cho làn da của mình ban ngày. Thì ở kem chống nắng Trang cũng có chia sẻ các bạn rồi, các bạn cứ chọn SPF từ 50 trở lên đi, nó sẽ bảo vệ cho da các bạn được an toàn hơn, cũng như là giúp da các bạn tránh đi những cái tia UVA hoặc là tia UVB xâm hại đến da của mình. Và thứ bảy nữa đó là dùng tẩy tế bào chết.
Trong bước video vừa rồi Trang cũng đã chia sẻ, cũng như là trong video ngày hôm nay Trang cũng nhắc đi nhắc lại các bạn rất là nhiều. Nếu mà các bạn là chưa xem thì chịu khó quay lại xem dùm Trang nha. Tẩy da chết rất là cần thiết luôn. Da dầu mà nó mồ hôi nè, cũng như lớp sừng nè, hoặc là da chết mình lúc nào nó cũng sản sinh ra hết trơn đó. Da trên khuôn mặt của mình nó cũng sẽ sản sinh ra những đào thải đi những cái dạng da chết, cho nên mình cần phải lấy nó đi để mà bong ra khỏi làn da mình, thì những cái mụn dầu nó cũng không có tích tụ vào lỗ chân lông, nó cũng không hình thành nên mụn nữa. Và lúc đó các bạn dùng những cái bước skincare như là sữa mặt hay là dùng tẩy trang vân vân, nó cũng sẽ cải thiện được làn da. Cho nên các bạn cần phải lưu ý đó là phải tẩy da chết nha, nó sẽ giúp cải thiện cho da các bạn về mụn dầu rất là nhiều luôn á. Và thứ 8 nữa thì nó là sự kiên trì cũng như là sự kiên nhẫn, thì đây cũng là trong những cái nguyên tắc Trang nghĩ nó cũng sẽ áp dụng đúng hơn, cũng như là thói quen đi, mình cứ lặp đi lặp lại hàng ngày như vậy, sữa mặt rồi toner rồi tẩy trang rồi kem chống nắng vân 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 vậy đó, giống như các bạn hàng ngày ăn uống sinh hoạt như vậy, cứ liên tục như vậy thì da các bạn nó mới được cải thiện hơn, nó sẽ giúp các bạn được nhanh hết mụn hơn. Còn nếu mà đối với bạn nào mà tôi dùng sản phẩm này có bữa hai bữa hoặc là tuần đó không hết thôi, tôi không dùng, tôi chuyển qua sản phẩm khác, rồi cứ dùng 2-3 ngày không hết tôi chuyển qua sản phẩm khác, hoặc là những người này khi có giới thiệu sản phẩm này được, sản phẩm kia hay, mình cứ dùng đi, thì các bạn cứ thay đổi liên tục như vậy thì lúc này da các bạn đang đã bị yếu rồi, mà các bạn cứ thay đổi liên tục sản phẩm như vậy thì da các bạn lại càng không hết mà nó lại càng bị nặng hơn. Cho nên cái sự kiên nhẫn duy trì khi mà những cái bước skincare để mà giúp cải thiện làn da các bạn cũng rất là quan trọng nữa. Cho nên đây là vấn đề mà Trang thấy nó cũng quan trọng trong cái việc mà lưu ý về những cái bước skincare cho da dầu mụn, nên Trang đưa vô đó là những cái nguyên tắc để mình nhớ hơn đó, cho nên các bạn cũng phải lưu ý vấn đề này. Thứ 9 nữa đó là mình tham khảo ý kiến của chuyên gia, nếu đối với những bạn nào mà da các bạn đang gặp trong tình trạng quá nặng thì các bạn cần phải đến bác sĩ da liễu để mà mình biết về tình trạng da của mình đang trong giai đoạn nào, và mình những cái hướng điều trị của bác sĩ sẽ giúp cho các bạn nó sẽ được cải thiện hơn. Chứ nếu mà các bạn cứ ở nhà các bạn cứ sờ tay nè, hoặc là tự nặng nè, hoặc là nghe người này nó cứ dùng mỹ phẩm như kia nọ mà các bạn không đến da liễu á, thì lúc đó da các bạn nó lại bị nặng hơn nữa, lúc đó mình rất là tiến hành vào để mà mình trị hoặc là mình chăm sóc thôi, cứ như nọ tốn mất thời gian các bạn rất là nhiều, vừa mất thời gian vừa tốn tiền, là bạn da các bạn là chậm hết. Và sau khi hết đi chăng nữa mà các bạn cũng không biết vệ sinh hoặc là những cái bước skincare thì da các bạn nó cũng không cải thiện, nó sẽ bị tái đi tái lại. Cho nên đây là cũng là những cái bước mà Trang nghĩ cũng là nguyên tắc để mình cũng nhớ trong cái việc chăm sóc da nữa đó. Cho nên các bạn cần lưu ý về vấn đề này dùng Trang. Và bước cuối cùng đó là về gì? Chế độ ăn uống và sinh hoạt. Thì Trang cũng có chia sẻ này rất là nhiều. Thì đối với những bạn nào nếu mà cảm thấy đây là những cái nguyên nhân trong cái việc mà chăm sóc skincare da dầu mụn thì mình có thể áp dụng, còn không thì các bạn có thể cho qua cái vấn đề thứ 10 này, vì Trang nghĩ đây cũng là một vấn đề cũng quan trọng, tại vì da dầu mụn cũng hình thành nên sự thức khuya nè, ăn uống không đúng nè, ăn dầu cay nóng nhiều nè, thức khuya nè, uống cà phê nhiều hay kia nọ gì đó vân 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 đó, hoặc là tuổi trưởng thành các bạn có thể tiệc tùng đó là những cái vấn đề nó sẽ hình thành nên mụn, mà mụn thì các bạn không kiểm soát được thì nó lại càng bị dậy nhiều hơn, nhất là về dầu mà các bạn không chăm sóc skin care mỗi ngày thì nó lại tiết ra dầu nhiều, tắc nghẽn lỗ chân lông, mụn hình thành, đó là như vậy thôi. Thì đó là 10 nguyên tắc trong video ngày hôm nay mình cho muốn chia sẻ cũng như gửi đến cho các bạn để cho các bạn hiểu hơn, cũng như là mình nắm rõ về những cái nguyên tắc đó để mình biết được chính xác hơn trong cái việc chăm sóc skin care. Thì đây là những cái bước Trang nghĩ là rất quan trọng cho các bạn cần lưu ý. Cho nên nếu mà các bạn nào đang trong tình trạng da dầu mụn thì hãy lưu ý những vấn đề này của Trang chia sẻ nha. Còn đối với những cái bước như Trang muốn chia sẻ cho các bạn thấy không cần, các bạn có thể cho qua những cái bước đó cũng được. Đó là tùy theo tình trạng da của các bạn mà các bạn cứ áp dụng theo trong video này của Trang hướng dẫn. Và sau đây thì Trang sẽ gợi ý cũng như là Trang sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn về những cách chăm sóc cho da mụn. Thì trong đây Trang sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 bước. Thứ nhất đó là về skincare cho da mụn mà bị viêm thì các bạn cần phải dùng như thế nào. Thì trước hết thì các bạn nên dùng những sản phẩm mà dạng có chứa kháng viêm á, thì trên màn hình đây Trang sẽ để những cái bảng thành phần đó để cho các bạn nhìn theo để mà mình biết, để giúp kháng viêm cũng như là giúp giảm đi sự sưng tấy. Đối với những bạn nào mà đang trong tình trạng mụn á, mình cần có những cái thành phần mà cũng như kháng viêm cho làn da của mình hơn. Và thứ hai nữa thì các bạn nên tránh những cái sản phẩm mà gây kích ứng. Thì đối với những sản phẩm gây kích ứng như là chứa cồn nè, hương liệu thì nói chung cũng không ảnh hưởng mấy đâu, nhất là về cồn thôi, thì các bạn nên cần những cái chọn những cái sản phẩm mà dịu nhẹ, nó sẽ giúp da các bạn thích nghi hơn cũng như là nó không có bị dị ứng trên làn da của mình, nó sẽ dễ dùng hơn. Và không nặng mụn, ở đây Trang có nhắc đi nhắc lại rất là nhiều trong cái việc chăm sóc da, không nặng mụn
vì khi mà các bạn nặng mụn đó, mà các bạn không biết vệ sinh ngay cái nốt mụn đó thì vô tình nó sẽ làm vi khuẩn, nó sẽ tấn công vào cái đó, nó sẽ hình thành lên mụn nữa, cũng như là nó ăn lan qua những cái đường khác. Cho nên là các bạn hạn chế là không sờ tay cũng như là không nặng mụn nha. Nếu cần thì các bạn có thể mình đến spa đó để mà mình chăm sóc về mụn. Và bước nữa thì các bạn nên giữ vệ sinh. Ở đây các bạn nên rửa tay trước khi mình dùng sản phẩm bôi lên trên làn da của mình, nhất là về kem dưỡng hoặc là về serum, mình cần phải rửa tay sạch trước khi mình dùng sản phẩm. Cuối cùng nữa thì các bạn nên dùng những cái sản phẩm đặc trị nếu mà da các bạn đang gặp vấn đề mụn mà bị viêm hay bị sưng tấy đó, thì mình cần phải dùng những sản phẩm đặc trị của bác sĩ, chứ không dùng riêng những sản phẩm mà nghe lời quảng cáo của người khác mà mình dùng nha, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp cho làn da của mình đó, nó sẽ không hết mụn đâu, nó nguy hiểm cho làn da nữa đó. Và bước thứ hai đó là skin care cho da mụn ẩn. Thì đối với da bị mụn ẩn á, thì đây là loại dạng mụn nó nằm sâu dưới làn da của mình, nó không có trồi lên trên mặt da, nhưng nó làm cho da các bạn bị khó chịu, cũng như là nó không có gây bị kích, không sưng tấy mà nó không điều mà nó làm cho da bạn nhìn bức rứt lắm. Thì các bạn dùng gì đó là phải tẩy tế bào chết, tẩy tế bào chết đều đặn để giúp cho da các bạn được cải thiện hơn, được sạch hơn. Thì các bạn có thể chọn những thành phần như là BHA hoặc là AHA, thì nó sẽ giúp da các bạn được lấy đi những cái tế bào chết, được an toàn hơn, cũng như là được thông thoáng lỗ chân lông của mình hơn á. Thứ hai nữa thì các bạn nên giữ cho lỗ chân lông được thông thoáng, thì tránh những cái sản phẩm mà làm gây tắc nghẽn lỗ chân lông nè, cũng như là mình chọn những cái sản phẩm mà không có chứa dầu, cũng như là không gây nên mụn thì mình dùng, giảm đi cái tình trạng là tắc nghẽn lỗ chân lông để da được thông thoáng, hít thở hơn. Thứ ba nữa thì các bạn nên dùng những sản phẩm mà có chứa retinol. Thì đối với riêng retinol ở đây á, nó có công dụng là làm gì, quá trình là tái tạo da các bạn nè, và nó cũng có ngăn ngừa mụn nữa. Nếu mà các bạn có dùng retinol đó, nó sẽ giúp da các bạn rất là đẹp. Nhưng đối với bạn nào đã quen dùng qua retinol rồi thì các bạn nên kết hợp. Còn đối với bạn nào mà mới bắt đầu tập tành dùng hoặc là mới bắt đầu tiến hành vào dùng á, thì các bạn có thể dùng retinol với tỷ lệ là 0,025%, thì Trang nghĩ nó sẽ hợp lý hơn, cũng như là nó sẽ giảm cái sự kích ứng khi da hơn. Khi mà da các bạn đã quen dùng retinol rồi, lúc đó các bạn hãy nâng cái tỷ lệ phần trăm lên, thì nó sẽ giúp da các bạn rất là đẹp luôn đó nha. Thì riêng về retinol thì các bạn cần phải lưu ý nha. Và kế nữa thì các bạn làm gì, rửa mặt đúng cách. Thì ở đây các bạn nên chọn những sản phẩm nào mà dịu nhẹ nhất, cũng như là không gây kích ứng cho làn da của mình. Các bạn dùng đều đặn sáng và tối hai lần như vậy thì giúp da các bạn lúc nào cũng sạch sẽ và thông thoáng hơn. Cuối cùng nữa thì các bạn nên giữ độ ẩm cho da. Thì đối với những bạn nào da bị mụn ẩn á, thì các bạn cũng phải cần độ ẩm cho làn da. Thì các bạn nên chọn những cái sản phẩm nào có độ ẩm dịu nhẹ nè, nhẹ nhàng nè để mình sử dụng, chứ đừng nên chọn những cái sản phẩm mà có dạng dầu, nó sẽ kích thích cho làn da mình nó bị tiết dầu cũng như là làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Thì đối với những cái dạng kem thì các bạn nên chọn những cái nào mà kem có độ ẩm nhẹ nhàng, như là Niacinamide Trang có nêu cho các bạn, đó là những cái thành phần cấp ẩm cho làn da của mình, nó giúp cho da được trắng sáng hơn cũng như là điều mà cho làn da của mình hơn. Và bước thứ ba đó là skin care cho da dầu mụn. Thì đối với da dầu mụn thì các bạn cần phải kiểm soát lượng dầu của mình. Thì ở đây thì các bạn nên chọn những cái sản phẩm như là chứa các thành phần như là salicylic acid nè, hoặc là niacinamide nè, nó sẽ giúp kiểm soát lượng dầu các bạn được tốt, cũng như là ngăn ngừa được mụn nè. Và kế nữa thì các bạn nên dùng những cái sản phẩm không chứa cồn, giống như là về dạng kem dưỡng ẩm hoặc là kem chống nắng, thì mình tránh những cái dạng thành phần như là ôi ấy, thì nó sẽ giúp cho các bạn nó không có hợp, cũng như là nó bị tắc nghẽn lỗ chân lông. Cho nên mình tránh những cái sản phẩm mà chứa thành phần ôi vô nha. Bạn nên rửa mặt hàng ngày hai lần đều đặn như vậy thì sẽ giúp lấy đi những bụi bẩn cũng như bã nhờn, ô nhiễm môi trường, khói bụi đó, nó cũng sẽ làm cho da các bạn được thông thoáng lỗ chân lông hơn, nó cũng không hình thành nên mụn, cũng như là cũng hạn chế được dầu cho làn da của mình. Và bước nữa thì các bạn nên dùng đó là về mặt nạ đất sét. Thì mặt nạ đất sét thì nó sẽ có cái thành phần giống như hút ẩm, cũng như là hút đi những cái lượng dầu trên làn da của các bạn. Hoặc là mụn thì các bạn có thể chọn những cái mặt nạ mà có chàm chà, nó sẽ kháng viêm, giúp ngăn ngừa được mụn cho các bạn. Thì đó, đối với mặt nạ mà đất sét hoặc là có thành phần chàm chà thì tùy theo da các bạn mình có thể chọn hai sản phẩm đó, nó sẽ phù hợp cho làn da dầu và mụn sử dụng được. Về mặt nạ đó thì mặt nạ các bạn có thể dùng tuần 5 lần hay là 6 lần, hoặc là rảnh thời gian thì các bạn cứ dùng, chứ không phải là dùng tuần 2 lần 3 lần sẽ không có hiệu quả cho làn da của mình đâu. Và bên cạnh đó, nó sẽ giúp giống như là dưỡng ẩm cho làn da của mình nữa. Đó là ba bước skin care tùy theo tình trạng da mà Trang có chia sẻ lúc nãy cho các bạn đó. Các bạn nên lưu ý cũng như là mình xem cho mình thuộc loại dạng trong tình trạng là da như thế nào.
thì các bạn cần phải có những cái bước chăm sóc cũng như là những cái bước mà Trang chia sẻ nhanh ngắn gọn như vậy để cho các bạn hiểu hơn, như là mình tránh đi những cái vấn đề đó để hạn chế đi những lượng dầu xuất hiện trên da cũng như là mụn không có tái hiện tái đi tái lại trên mặt của mình nữa. Và bên cạnh nữa, mình dùng những cái bước sinh kem như Trang chia sẻ thì nó sẽ giúp cho da các bạn được thông thoáng hơn cũng như là khỏe khoắn hơn, được mịn màng hơn. Để mình dùng những cái bước chữa về sau, nếu mà các bạn nào muốn làn da các bạn được đẹp, được mịn màng thì các bạn nên áp dụng những cái bước như Trang chia sẻ đi, nó sẽ giúp làn da các bạn cải thiện rất là tốt luôn. Cho nên đó là những cái bước mà Trang muốn chia sẻ cũng như gửi đến cho các bạn. Thì trong video ngày hôm nay Trang cũng muốn chia sẻ ngắn gọn vài điều cho đến các bạn. Thì đối với những bạn nào đang trong tình trạng da dầu mụn á, và Trang cũng có phân biệt cho dạng da dầu mụn ẩn hay khi đó, thì các bạn cứ xem mình thuộc loại dạng da nào, các bạn có thể kết hợp chung với kem chống nắng và sữa mặt của nhà Simikin sẽ giúp cho các bạn được an toàn cũng như được sạch cũng như là tránh được dầu và mụn nữa. Và Trang xin dừng video tại đây nha. Video Trang cũng khá dài rồi, thì Trang xin luôn đăng ký nè và nhấn chuông chia sẻ đón xem những video kế tiếp của Trang. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video của Trang nha, và Trang sẽ sắp tới để ra tiếp video để cho các bạn theo dõi tiếp những cái bước chăm sóc da được tốt nhất nha. Bye bye.